Trước diễn biến gia tăng dịch bệnh tay chân miệng ở phía Nam, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn sự bùng phát của loại dịch bệnh này. Theo Bộ Y tế ghi nhận, trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước có 5.545 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có một ca tử vong tại Bình Thuận. Dù so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc và tử vong do tay chân miệng có giảm, nhưng hiện số ca mắc có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở khu vực phía Nam. Nhằm chủ động phòng chống hạn chế thấp nhất ca mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Các bệnh viện tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, đặc biệt thực hiện phòng tránh lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với các bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác. Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống tay chân miệng và các loại dịch bệnh khác trong trường học.